Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Hà Nội tăng cường vận động Washington, công nhận là nền kinh tế thị trường. Ngày 13 tháng 2, AFI tiếng Việt có bài bình luận Việt Nam vận động Hoa Kỳ, cấp quy chế kinh tế thị trường. Theo đó, Hà Nội đã dành cả năm qua để tăng cường vận động hành lang với mong muốn Washington nhanh chóng thay đổi các quy định về cáo buộc bán phá giá xuất khẩu và điều chỉnh những quy định này cho gần sát hơn với các tiêu chí đã được đổi mới của Liên hiệp châu Âu. Đây là nhận định của trang thông tin Doswell của Đức ngày 5 tháng 2. AFI dẫn tin từ một quan chức chính phủ Việt Nam giấu tên cho biết, Hà Nội rất mong muốn chính quyền Biden thay đổi cách phân loại nền kinh tế phi thị trường trước cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11 năm 2024. Và đây là hình bài trên AFI. Công cụ này chủ yếu cho phép đề ra các biện pháp đáp trả tình trạng bán phá giá nghĩa là giá xuất khẩu từ một nước bị xem là cố tình đặt thấp hơn giá trong nước, do đó gây tổn hại cho các ngành công nghiệp ở nước nhập khẩu. AFI cho biết Washington sử dụng nhiều tiêu chí khác nhau để đánh giá hành vi bán phá giá ở các nền kinh tế thị trường và phi thị trường. Trong đó, các nền kinh tế phi thị trường phải chịu mức thuế chống bán phá giá cao hơn đáng kể. Theo AFI, vào ngày 24 tháng 10 năm 2023, Bộ Thương mại Hoa Kỳ tuyên bố sẽ xem xét lại việc phân loại nền kinh tế phi thị trường liên quan đến Việt Nam và quyết định phải được đưa ra trong vòng 270 ngày, nghĩa là vào khoảng giữa tháng 7 năm 2024. Đối với nền kinh tế bị xếp vào danh sách phi thị trường, Hoa Kỳ xem xét giá trị của một sản phẩm Việt Nam dựa trên giá trị của chúng ở một nước thứ ba, tức có nền kinh tế thị trường và sau đó quy ra rằng chi phí sản xuất này có thể áp dụng đối với một doanh nghiệp Việt Nam thay vì là sử dụng các dữ liệu do chính doanh nghiệp đó cung cấp. Và đây là hình Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Bộ trưởng Thương mại Mỹ China Raimondo ngày 19 tháng 9 năm 2023. AFI nhắc lại phát biểu của Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ, ông Nguyễn Quốc Dũng, tại một hội nghị do một tổ chức tư vấn có trụ sở tại Washington tổ chức hồi tháng trước. Theo đó, Đại sứ Dũng cho biết, Tất nhiên, chúng tôi mong muốn Việt Nam được đưa ra khỏi danh sách các nước có nền kinh tế phi thị trường của Mỹ. AFI cũng nhắc lại việc Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính đã thảo luận về vấn đề này với Bộ trưởng Thương mại Mỹ bà Gina Raimondo trong một cuộc gặp ở Washington hồi tháng 9 năm 2023. AFI dẫn lời chuyên gia kinh tế Trinh Nguyễn, người phụ trách khu vực châu Á, mới trở dậy tại Natixis, một chi nhánh của tập đoàn ngân hàng Pháp BPCE nhận định. Quy chế kinh tế thị trường giúp Việt Nam tránh được thuế chống bán phá giá của Mỹ. Do vậy, nếu có được quy chế này, hàng hóa Việt Nam sẽ trở nên cạnh tranh hơn. Nữ chuyên gia này nói thêm, Hoa Kỳ là một thị trường trọng điểm, nên việc có được quy chế này sẽ giúp ích cho Việt Nam. Và đây là hình của Tổng thống, đồng thời cũng là ứng viên Tổng thống Mỹ trong kỳ bầu cử năm nay, ông Donald Trump. Ở một khía cạnh khác, AFA cho hay cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ trong năm nay dường như cũng tạo thêm áp lực cho Việt Nam. Cựu Tổng thống Donald Trump, ứng cử viên hàng đầu cho đề cử của đảng Cộng Hòa, đã tuyên bố ý định áp thuế 60% đối với tất cả các mặt hàng nhập khẩu từ Trung Quốc. Nếu ông được tái đắc cử, cao gấp 5 lần so với mức trung bình hiện tại, theo truyền thông Mỹ. AFI cũng cho biết, trong suốt nhiệm kỳ đầu tiên, Tổng thống Donald Trump đã chỉ trích Việt Nam về cáo buộc bán phá giá, hàng hóa giá rẻ vào thị trường Mỹ, cũng như mức thẳng dư to lớn của Việt Nam. Vào năm 2019, ông thậm chí còn mô tả Việt Nam là kẻ lợi dụng tất cả mọi người một cách tồi tệ nhất. Ám chỉ tác động của việc xuất khẩu chi phí thấp đối với ngành công nghiệp nước Mỹ. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Hà Nội tăng cường vận động Washington công nhận là nền kinh tế thị trường. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Bộ trưởng Công an Tô Lâm tái khẳng định lòng trung thành với đảng. Ngày 12 tháng 2, AFA Tiếng Việt loan tình, Bộ trưởng Công an Tô Lâm nói sẽ phòng ngừa từ xa những yếu tố bất lợi, bảo vệ tư tưởng của đảng. AFA dẫn lời tuyên bố của người đứng đầu Bộ Công an trong bài phỏng vấn với Đài truyền hình Việt Nam VTV nhân dịp Tết Nguyên đáng rằng lực lượng công an nhân dân sẽ tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chủ trương, tư duy, nhận thức mới của đảng về an ninh quốc gia, nắm chắc tình hình, tuyệt đối không để xảy ra bị động và sẽ tăng cường công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới. Và đây là hình bản tin trên AFA. Tổng kết năm 2023, ông Tô Lâm khẳng định kết quả bao trùm của công an đã được Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhìn nhận là góp phần giữ vững ổn định chính trị, xã hội, phục vụ có hiệu quả, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội và mở rộng quan hệ đối tác của đất nước. Theo thống kê của AFA, năm 2023 đã có ít nhất 47 người bất đồng chính kiến tại Việt Nam bị bắt giữ. Trong số này có khoảng 30 người bị cáo buộc vi phạm Điều 331 và Điều 117 của Bộ Luật Hình Sự là lợi dụng các quyền tự do dân chủ và tuyên truyền chống nhà nước. Đây là hai điều luật đã bị các tổ chức nhân quyền quốc tế chỉ trích là mơ hồ và được dùng để bịt miệng những người dám lên tiếng chỉ trích chính phủ và đảng Cộng sản một cách ôn hòa. Những tuyên bố của ông Tô Lâm không mới chỉ là sự tái khẳng định lòng trung thành, một lòng bảo vệ đảng của ông. Và đây là hình Bộ trưởng Công an Tô Lâm. Ai cũng biết, phòng ngừa từ xa mà ông Tô Lâm đề cập là sự đàn áp, bắt bớ tất cả những người đối lập, những người bất đồng chính kiến với đảng. Và quả thật, Ông Tô Lâm đã rất thành công, kể từ khi Tô Lâm lên làm Bộ trưởng Bộ Công an vào năm 2016 đến nay, sự đàn áp chỉ có tăng chứ không hề giảm, dù phong trào dân chủ đã cực kỳ suy yếu. Phong trào đấu tranh đòi dân chủ, nhân quyền và chống Trung Quốc ở Việt Nam tuy khá yếu so với Hồng Kông, Myanmar nhưng cũng từng có hàng chục ngàn người tham gia với các cuộc xuống đường rầm rộ vào năm 2016 để bảo vệ môi trường hay năm 2018 để phản đối luật đặc khu và luật an ninh mạng. Tuy nhiên, đến nay, phong trào kể như đã hoàn toàn tan rã dưới sự truy bức của các lực lượng công an chìm nổi. Hàng trăm người đã bị bắt và hàng ngàn người khác phải chạy trốn dưới sự truy đuổi của lực lượng công an. Rất nhiều hội nhóm đã tan rã hoàn toàn. Gần nhất, có thể kể đến sự trốn chạy của các cựu tù nhân lương tâm, các nhà hoạt động như Nguyễn Viết Dũng, còn gọi là Dũng Phi Hổ, hay gia đình Nguyễn Tiến Trung. Và đây là hình Facebooker Trần Văn Khanh, người vừa bị bắt ngay trước Tết, theo điều 117. Công an thậm chí còn bắt bớ cả những nhà hoạt động đã ngừng tham gia phong trào như cụ admin trang nhật ký yêu nước Phan Tất Thành bị bắt vào tháng 7 năm 2023, hay cụ thành viên CHTV Phan Văn Bách bị bắt vào cuối tháng 12 năm 2023. Sau khi đàn áp thẳng tay những người nổi tiếng hoặc người làm truyền thông trong phong trào Tô Lâm tiếp tục cho bắt bớ bất kỳ ai, dù chỉ có một vài bài viết không được chú ý lắm trên mạng xã hội. Ví dụ như Facebooker Trần Văn Khanh, sinh năm 1962 ở Cà Mau, đã bị bắt chiều ngày 2 tháng 2, ngày trước Tết Nguyên Đán năm 2024, theo Điều 117 Bộ Luật Hình Sự năm 2015. Sự tàn khốc trong phương pháp của Tô Lâm không chỉ sử dụng đàn áp thô bạo, mà còn cho rỉ tai những thông tin bịa đặt, gây mất đoàn kết nội bộ, trong các hội nhóm, khiến các hội nhóm này tự tan rã. Cách làm này đã hủy diệt niềm tin giữa người Việt với nhau, không chỉ làm cho phong trào suy yếu, mà còn khiến người Việt trở nên vô cảm, thậm chí thù địch lẫn nhau. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin. Bộ trưởng Công an Tô Lâm tái khẳng định lòng trung thành với đảng. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất nhanh nhất và trung thực nhất kim vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới